chiều muộn rồi con này đấy anh nhỉ, hung kinh khủng luôn đấy, bạn thấy chưa? Cắn ngay á, bắt trâu không sợ ông loại này đâu, mổ như thần. Các bạn xem nhé, trước bị nó tát nó chảy máu rồi, tránh khuôn mặt ra là được. Các bạn thấy chưa, ít con mổ lên tận mặt mình luôn ý chứ. Gớm không? Úi xa, táp như một vị thần. Úi xa, ái xa. Cẩn thận các bạn nhé, nó táp vào mặt là toang á. Giữ khoảng cách, giữ khoảng cách này, từ từ chỗ tay mình cầm lên đến đầu nó là làm sao nó không đủ dài lên đến mặt mình là được các bạn nhé, chứ đừng để mà cầm mà lại dài lên tới mặt mình là nó mổ cho toang luôn ạ. Như là hung không, cực kỳ hung luôn. Mình bị một con này bắt, lúc mình bắt ra mình chỉ túm nó thôi chứ không có nghịch trên này, ta phát chảy máu tè le hết, nó chán rồi các bạn ạ. Một như mày, con này cũng được. Ok, được bữa. Nhiều con nó giả chết các bạn ạ. Đây nó giả chết này. Táp chán không được quay ra giả chết. Loại này đều thật. Táp chán người ta không làm sao ra quay ra giả chết. Táp đi mày. Này, giả chết. Táp mình chán thì không có hiện tượng gì ra giả chết đấy, mềm nhéo luôn. Khi nào mà các bạn thấy nó bành cái ngựa đấy, nó giả chết. Nó mà bành cái cổ ra là nó mổ các bạn. Đó, giả chết này, mềm nhéo luôn. Còn há mồm ra là mới ghê chứ. Khôn phết nhỉ. Giả chết không được nữa. Đấy. Giờ là tiết mục giả chết. Hùng chưa? À, 1, 2, 3, giết. Chết rồi. Thấy chưa? Thấy nó giả chết không? Thấy giả chết điêu không? Đấy, yeah. Chết ngửa bụng, là chết ngửa bụng. Mình cầm chặt chặt cái là y rằng, đó, thấy chưa? Nó tự nó ngửa ra, mình chết. Gian xảo phết. Các bạn cứ để ý, khi các bạn mới bắt nó, các bạn mới bắt nó mổ hung lắm. Đấy, giờ sau một hồi mổ mình mà không thấy xi nhê gì, bắt đầu quay ra giả chết. Nó giống như con rắn mũi hếch các bạn ạ. Con rắn mũi hếch mình xem trên mạng cũng thấy thế. Lúc đầu thì người ta mới bắt nó thì mổ ghê lắm. Sau một hồi mà tấn công mà dọa người ta không được nữa thì bắt đầu quay ra giả chết. Các bạn thấy chưa, con này cũng thế này. Mình cầm lỏng cái là bắt đầu nó tỉnh dậy này. Mình cầm chặt cái là y giả. Đó, mình cầm chặt cái giả chết. Thấy chưa, còn há mồm ra giả chết nữa nha. Giống như rắn mũi hếch cũng như vậy. Không chết đâu, giả chết thôi. Giải phết sụp dừa. Cái này mình vô tình ngồi sờ nghịch nó thì mới biết được chứ mình không biết là loại này lại sự giả chết lại hay như vậy. Chào tạm biệt anh em nhé, đi về rồi, trời tối mất rồi.
giết chạy thế. Ui xa. Đây hàng hot anh em, 2,4 ai có ăn không? Đủ. Cái ghét nhất là nó xịt cái kiểu này. To quá. Mới được xong nha anh em nhé. Mới có cắn không? Chắc không cắn đâu. Đó. 2,4 nha, anh em nào ăn thì inbox mình nhá. Má nó già, to. Ui trời. Ui, mình 1m75 nhé các bạn nhé. Đớp cái bát chân này. Đớp gì? 1m75 con này phải tầm 2m mấy. Cầm đi, vô chú dĩ. Eo, dài kinh. Nào, anh em nào sơi thì inbox nha. Rắn này ăn mới sướng này, càng to ăn càng sướng này.